Lô mọi người. Rồi mất cái sơ sơ con Shingu 35. Shingu 35. Này là tương đương với cái con màu màu đỏ 351 nha mọi người. Mà đời này nó đỡ tiêm Maru, dòng này em nói nhiều rồi. Lam này khoảng gần 5 tấc, lam 16 in luôn. Mà chưa có vẻ chưa có dọn nha, em mới có xịt sơ để dễ nhìn ha, sạch sạch bớt. Ví dụ chỗ đây là về mình lấy cái bóp anh răng rồi mình chài cho nó kỹ rồi em xịt sơ thôi. Rất đẹp nha mọi người. Làm xịt riêng hết nha. Này thì hơi rất là canh nha. Mã số của này nè, H225288. Đủ đồ hết nha. Đó, mấy đủ đồ. Này thì dọn lên cắt gia đình khá là ngon nha mọi người nha. Đó. Cái tem cái lớp bong bóng bảo vệ cái tem nó vẫn còn. Con này thực chất nó rất là mới, còn mấy cái chỗ mà nó tài tài xước xước là do tại để bãi. Thì nó có những cái đó là chuyện bình thường thôi mọi người. Chưa dọn nha, hơi căng. Đó, hàng thì đủ đồ. Thì anh em nào lấy con này thì chưa dọn thì em để cho 2.1 triệu. 2.1 triệu không bao ship.